10 chất lỏng đắt nhất trên thế giới. Khi ai đó nói đến từ đắt tiền, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một vật thể sáng bóng được làm từ vàng hoặc kim cương. Tuy nhiên, có một số thứ khác ở các trạng thái vật chất khác nhưng nó lại đắt hơn vàng hoặc kim cương. Và thứ mà chúng ta muốn nói đến đó chính là chất lỏng. Nó chiếm khoảng 71% bề mặt trái đất và 70% cơ thể con người. Nhưng đâu là những chất lỏng đắt nhất? Chúng ta hãy cùng khám phá và video dưới đây nhé! 10. Máu người khoảng 9 triệu đồng một lít. Tất nhiên, máu người không hiếm, nhưng nó rất đắt bởi chi phí xử lý hiến máu rất tốn kém. Mặc dù chi phí này tùy thuộc vào từng khu vực, nhưng nhìn chung, chi phí xử lý hiến máu ngày càng tăng. Và chi phí của máu còn phụ thuộc vào loại máu vì có vài nhóm máu là khá hiếm. 9. GHB khoảng 15 triệu đồng một lít. Axit gamma hydroxybutyric hay GHB là một chất tự nhiên được tìm thấy trong hệ thần kinh trung ương của con người. Nó được sử dụng trong y học như một chất gây mê và dùng để chữa các bệnh như mất ngủ, trầm cảm và chứng ngủ đủ. GHB còn được gọi là thuốc lắc lỏng, tuy nhiên cấu trúc hóa học của GHB khác hẳn so với thuốc lắc thông thường. 8. Mực in màu đen khoảng 16 triệu đồng một lít. Máy in phun mực thường có giá rất rẻ. Điều này là do các nhà sản xuất cố tình bán chúng với giá thấp, thậm chí là bán hề vốn hoặc chịu lỗ. Sau đó, khoản tiền mà họ bị thiệt sẽ được bạn hoàn trả bằng cách mua các hộp mực in chính hãng. Cho dù các nhà sản xuất có chịu tỷ lệ lợi nhuận trên mực in thấp đến đâu, thì tỷ lệ lợi nhuận này vẫn là lớn hơn trên phần cứng máy in. 7. Thủy ngân 20,5 triệu đồng một lít. Thủy ngân là kim loại lỏng, thường được dùng trong các nhiệt kế, áp kế và các thiết bị khoa học khác. Thủy ngân là kim loại duy nhất ở trạng thái lỏng trong điều kiện nhiệt độ phòng. Do thủy ngân khá độc nên các nhà khoa học đang tìm các giải pháp để thay thế. 6. Insulin 56,5 triệu đồng một lít. Insulin được sản xuất từ tuyến tụy trong cơ thể con người. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường thường phải vật lộn để sản xuất đủ insulin để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của nội tiết. Ngày nay, các nhà khoa học đã chế tạo được insulin bằng cách tổng hợp những hormone nhân tạo, nhưng giá của nó rất đắt đỏ. 5. Nước hoa Channel 5 155 triệu đồng một lít. Channel 5 được bán ra vào năm 1922 và có lẽ đây là mẫu nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Channel 5 là sản phẩm hợp tác giữa Rabirel, Coco Channel và nhà hóa học Ernest Bao. Bao đã phát triển rất nhiều mẫu nhưng Channel chỉ ưng mẫu số 5 và sử dụng luôn số 5 làm tên sản phẩm. 4. Máu cua móng ngựa 357 triệu đồng một lít. Các nhà khoa học đã phát hiện ra dòng máu xanh của loài cua móng ngựa có tác dụng vô hiệu hóa các vi khuẩn độc hại. Bởi vậy, từ những năm 1970, ngành y tế đã sử dụng máu của loài động vật này để kiểm tra các mẫu vaccine nhằm xác định xem chúng có bị nhiễm vi khuẩn gram âm nguy hiểm hay không. Chỉ cần 45 phút tiếp xúc với chất được chiết xuất từ máu của cua móng ngựa là đã có thể phát hiện nội độc tố từ vi khuẩn gram âm rất khó quan sát thấy. Với tác dụng kỳ diệu nên giá thành của cua móng ngựa ngày càng trở nên đắt đỏ. 3. LSD khoảng 731 triệu đồng một lít. LSD là một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh. Thông thường, bạn sẽ không mua chúng theo lít trừ khi bạn muốn cả một đất nước gặp ảo giác. Trên thực tế, khoảng 3,78 lít là đủ để khiến 55.000 người đi vào cõi ảo mộng suốt cả đời. 2. Nọc độc rắn hổ mang chúa khoảng 910 triệu đồng một lít. Nọc rắn hổ mang chúa có thể ngay lập tức khiến nạn nhân mờ mắt, chóng mặt và buồn ngủ, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê. Nếu không được chữa trị sớm, nạn nhân sẽ thiệt mạng do bị suy hô hấp. Tuy nhiên, nọc rắn hổ mang chúa cũng có thể được dùng để giảm đau, ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, hạ huyết áp và thậm chí được dùng như chất kích dục. 1. Nọc bọ cạp khoảng 232 tỷ đồng một lít. Bọ cạp dùng nọc độc để giết hoặc làm tê liệt con mồi hoặc để tự vệ. Trong số 2.000 loài bọ cạp, chỉ có 25 loài có nọc độc chết người. Do nọc bọ cạp có chứa chất protein có thể được sử dụng để điều trị các bệnh như viêm khớp dạng thấp, viêm ruột, đa xơ cứng và cả bệnh ung thư, nên nó có mức giá cực kỳ đắt đỏ